Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi đang bán để có thể thanh lý hàng loạt những mẫu xe hạng sang tầm trên 1 tỷ đang có mặt tại siêu thị ô tô BK Hà Nội. Mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado sản xuất năm 2015, đăng ký 2016, form mới. Và form này thì đã được trang bị hộp số tự động 6 cấp cũng như là hộp lạnh rồi. Và xe này thì các bác có thể thấy xe này đang chào bán nhô 1 tỷ 6 một chút. Bác nào mà quan tâm thì nói thật mà nói thì chúng tôi cũng bán thu hồi vốn. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965 525 989. Ngoài ra thì chúng tôi có RX350 sản xuất năm 2009 các bác nhá, 2009, tư nhân một chủ đầu của một đại gia Quảng Ninh. Và xe này đang chào bán là 1130 triệu đồng. Giá thì có thể thương lượng được. Các bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nha các bác nhá. Đây, Lexus đây. Lexus hiện tại đang có rất nhiều xe nhá. BMW, Mercedes GLA các bác nhá. Mercedes GLA 2015 đăng ký 2016 đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 130 triệu. Giá thì có thể thương lượng được. Rồi có BMW, BMW 2012 các bạn nhá, 780 triệu đồng. Có Mercedes E250 các bạn nhá. Đấy. Fortuner thì có hàng loạt đây, hàng loạt. Có ngoài kia có Ford Explorer 2016 đang chào 1 tỷ 340 triệu đồng. Đấy, 1 tỷ 340 triệu đồng. 1 tỷ 340 triệu các bác nhá. Fortuner, máy dầu số sàn. Con nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp nhá. Đây Mercedes GLA đây, 2015 đăng ký 2016. Đấy, một chủ từ đầu các bác nhá, xe cực đẹp. Santa Fe 2020, 1 tỷ 055 triệu đồng. Còn có Ford Everest thì có 3 con, 2020 là 1 tỷ 320 triệu đồng. Bên cạnh đó thì có Ford Explorer nữa, Ford Explorer nhá. Bác nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0965 525 989. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.